Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Jam Escape SL2 được trang bị bộ chuyển động Alivio. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe không nhôm, sơn đen nguyên bản. SLX1 tổng thể chiếc xe còn rất là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, còn với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Đề sau Alivio đề trước Alivio xe được trang bị tay bấm Alivio phanh dầu Shimano. Lốp 700, máy ưu bi vòng. Xe nhập khẩu chính hãng, đồ đạc nguyên bản. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe có size là size M. Anh cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Trang bị 4 đĩa. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Tiếp 9 tầng, 3 tầng đĩa, 27 tốc độ. Chuyển động của xe thì rất là mượt mà, đi mãi. Đi xuống đến các bà ăn khách đấy. Và chiếc xe đã có giá bán bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình hoặc ấn chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe bọn em đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.